Để đủ xe Taylor và cô ấy đã thắng hơn 180.000 đô cộng với cả một chiếc xe Tesla vốn có giá từ 50 đến 200.000 đô sau khi chiến thắng thử thách của Mr. Beast khi ở trong căn phòng với người lạ 100 ngày. Nhưng mà những gì xảy ra sau đó mới là điên rồ. Giống như mọi bạn trẻ hiện nay thì cô có một kênh YouTube và nó cũng khá không phát triển, chỉ vài nghìn view mỗi video. Nhưng mà sau khi tham gia thử thách của Mr. Beast, cô ấy đã có một ý tưởng điên rồ. Cô ấy đã cho đi tiền của Mr. Beast và sau đó quay lại và được 5 triệu view. Và tiếp nối lên công đó, cô ấy đã reaction video Mr. Beast và lại có thêm 2 triệu view nữa. Kênh rất phát triển. Điều này thì tôi thấy nó rất là may mắn, nhưng mà nó cũng một phần là nhờ cái tấm lòng tốt bụng cũng như một cái đầu óc rất là thông minh của cô gái này.